Xin chào cô chú anh chị nha. Thì bữa nay cũng sáng rồi á, mình cũng có làm đồ mình bán á. Bữa nay gầm sao giống quá cô chú anh chị ơi. Sáng giờ mình dọn á, rồi giờ này cũng 10 giờ mấy rồi. Bán nó giống quá. Bán nhiều tiền rồi cô chú anh chị, nó có 100 mấy chục ngàn à. Giống ơi là giống. Đây thịt nè, đi chua, bì đồ, còn mâm cao cổ đầy nè, nó chưa có giật. Nước mắm với chân gà mình làm sẵn hết trơn. Cái này là mỡ hành tép mỡ. Mình có bỏ, mình bỏ tép mỡ vô mỡ hành vậy nè. Ăn nó ngon, nó thơm. Mình dưới lên trên cơm á. Nguyên một cái luôn. Giống quá giống rồi cô chú anh chị ơi, đường coi nè. Hôm nay á, ngày rằm á, chắc người ta ăn lạc nhiều á. Cái này chả, chả trứng mình hấp. Bà phù hộ ơi, cho con bán một hơi đi. Trời ơi, bán mấy con 100 mấy ngàn à. Hết tắm rồi. Kiếm 170 ngàn đồng mua tắm. Mới có 130, 150 rồi à. Đây là cái khuôn mình chiên trứng nè. Cái muỗng mình đập á, mình dễ lấy trứng ra. Rồi bà phù hộ độ cho mình bán một hơi ì xèo ơi. Dài đơn đi, đơn 5 hộp, 7 hộp, mình bán một hơi một ơi. Đây là keo nước mắm chua ngọt. Mình làm mình sẵn vậy đó, cái mình vô bọc. Dễ ăn. Trước mình cũng... trước á mình cũng có làm ớt ở ngoài, mà mình mua ớt chợ á, người ta mua ớt dụng á, rồi cái bắt đầu người ta quay người ta bán á cho mình á, mình để qua ngày sau là nó bị meo. Bây giờ á mình bằm tỏi ớt á, mình bỏ trực tiếp vô trong keo nước mắm luôn. Ai người ta lại á thì người ta không ăn nước mắm ớt á, thì mình có nước mắm chua ngọt không, mình để riêng. Rồi keo đó thì mình bò bằm tỏi ớt trực tiếp vô luôn. Ớt ở đây ngộ quá à. Mình bữa hổm mình mua một keo về á, qua ngày sau khách lại ăn nó thấy lên mèo kiện chết luôn, mình đem đi bỏ luôn. Giờ mình không có cho keo riêng, giờ mình cho ớt trái. Ai ăn hơi cay á thì người ta dầm vô thêm, chứ mình không có để ớt bằm ra nữa. Đây mình cũng có nấu nồi súp nè. Súp á mình cho không á về á, ăn cơm có súp ra dễ ăn. Vì mình nấu á thì ở đây á mình cũng nấu xương nè. Thì ai kêu bằng súp xương á thì mình bỏ xương vô. Củ cải đỏ, củ cải trắng. Mà còn nguyên một nồi luôn nè cô chú anh chị. Giờ này á 11 giờ, gần 11 giờ rồi. Thì cầu mong cho ngày nay mình bán sạch sẽ hết trơn luôn. Phải từ giờ cuối cơ thể nào mình quay cho cô chú anh chị xem nha. Rồi tên gì kêu đi ha. Hai cơm tấm sườn bị chả. Sườn bị chả có chín không? Dạ không. Cơm tấm sườn bị chả. Rồi. Bán điện ha, tại vì nó định diện tầm một người nói. Ở đâu rồi? Ngay lỗ, ngay cái này. Rồi, nghe lâu cậu ta biết không? Rồi, tới đó đi. Rồi. Lâu cậu ta biết. Đây, quẹo ở đây, chút xem nha. Đây, ngày tướng mà. Hả? Ngày tướng mà. Nhưng mà tướng mặn mặn ha. Con người nói chuyện con khác. Ai biết đâu, sáng giờ thấy mặn quá à. Thấy chậm quá. Chạm. Ngày tư đang bố rồi. Tư
Đây là quay nghỉ hè gần tháng nha. 2 tháng nữa. Mỹ đơn vô lượt mọ với làm cho nó sơn tụ vô nhà ba đơn coi. Rồi chị ơi, rồi đây rồi. cảm ơn nhiều. Có gạo hả? Ăn gạo chưa là khỏe rồi. Chạy không không có được lên lại đây đơn nào như nha. Đúng rồi, đi chạy ở ngoài đầu hẻm. Bị chạy trứng không hả? Mày gà, cá màu trắng. Mình đố, mong muốn mình biết, mình kinh nghiệm lại. Tôi nghĩ anh Tư, miệng anh Tư chữ mà, đúng chữ mà. Đúng chữ đó. Ai chỉ lại nói thiệt. Xúc hỏi lỗi cho tổ nghe, đừng cho tổ. Trời ạ. Lấy cái mũ nó xong rồi. Cái mũ mới lấy giờ. Rồi. Cái mũ tặng cái giấy luôn. Được không? Cái tủ mình hơi sao chặt chặt nhìn nhầm
Phần chín hay sao? Dạ, có ăn 5 ngàn. Dạ. Đậu nẻm hả chị? Dạ, có đậu nẻm. Cắt gờ ra hả chị? Cô đã món cục hành hả cô này luôn? Thank you.
Học cơm này giống không không? Với 2.000 cơm thêm. Đó 27.000. Không có trả. Không có trả. Ừ, 27.000 nè. Không có tiền lẻ. Không có 1.000. À, mình có tiền lẻ không chị? À,
Trơn á, mình lấy giấy á, giấy tằm á, mình vô bọc vậy nè, tặng khách ba mùa á, mình bỏ vô tiếp lại á, mình bỏ vô bọc, thời gian ở không thì mình làm đi.